Chiều tối ngày 26 tháng 7, trận mưa rất lớn đổ xuống khu vực thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom, Đồng Nai, khiến nhiều tuyến đường khu dân cư ngập sâu. Theo đó, khoảng 16 giờ 10 phút, cơn mưa rất lớn trút xuống khu vực huyện Trảng Bom, khiến một số tuyến đường ngập sâu trong nước. Trong đó, một số tuyến đường trong khu công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn có độ dốc lớn, khiến nước chảy cuồn cuộn như lũ. Cùng lúc này, nhiều công nhân tan ca chạy xe máy về bị nước cuốn trôi, ngã rạp dưới làn nước hư hỏng. May mắn không có ai bị thương. Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, đây là lần đầu tiên ghi nhận trường hợp nước cuồn cuộn tràn về như vậy. Nước về bất ngờ cộng với độ dốc lớn khiến nhiều công nhân đi xe máy về ngã xuống dòng nước. Cùng thời gian này, nước lớn từ suối Bà Lúa tràn về khiến hàng chục hộ dân tại khu phố 1, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa ngập sâu. Nhiều hộ dân ngập sâu hơn nửa mét nước. Ông Nguyễn Phước Huy, giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết, cơn mưa lớn kéo dài từ 16 giờ 10 đến 17 giờ 50 phút, sau đó mưa giảm dần. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa rất lớn như thành phố Biên Hòa 71 mm,